Ok và hello anh em nhá. Tiếp tục với series ở trên là Học viện Mega và mình là Thành EZ đây. Thì link tải tựa game này mình sẽ để phía dưới phần comment nhá. Phiên bản full S cộng phiên bản Trung Quốc ha. Ra mới con mới sao này. Đó chính là cái sự kiện mèo chiêu tài quay trở lại. À cái này là dùng kim cương anh em ạ. Vãi cả đạn luôn. Thế này thì này lại kiếm nhiều kim cương rồi, 189 à. Cao nhất là 688. 600 thôi. 509 là cũng được anh em ạ. 1.800 thì mình sẽ yêu cầu cần thiết là 1.500 kim cương. Có người 1.100 đèn thế. 4.000 là được rồi. Ôi 2.700 vãi đạn. 6.000 nó gọi là đèn. 13 cành. Ô 38 cành. Ô vãi đạn, mình lên VIP 7 thì tiêu hao khoảng 20.000. Chắc chắn là sẽ được khoảng thêm game anh em ạ. Ui nhưng mà phải VIP 7 cơ. Là lên VIP 7 khó phết đấy anh em nhá. À như hôm nay có cái code mới anh em ạ. Hôm qua một bạn đã cho mình một cái code là fan group 11k để được 3k game đó. Học viện Mega huyền thoại, Học viện Mega. Không cái này không phải. Cái này là của code nào ấy, đúng rồi. Của cái fan của cái bên nào ấy chứ. Có phải bên này đi đâu. Fan group Học viện Mega huyền thoại. Lại có thêm một cái game mà tên là Mega huyền thoại anh em ạ nhá. Đấy chứ game này thì không có. Không có cái gì cả. Thì hai mình thấy là không có cái nổi gì luôn. Ok nhưng mà được nhiều game quá. Được quá nhiều game luôn anh em ơi. Rồi anh em, let's go. Chiến đấu. Tôi đang có khoảng 42.000 game. Wow, bây giờ lên VIP 7 thì ngon nhờ. Thì đúng là hết nước chấm luôn anh em. Tặng tất cả và nhận tất cả nhá. Tôi còn nhận được thêm game mà từ những cái sự kiện này luôn này. Nhiều vãi cả đạn luôn anh em ạ. Thần thú xuất hiện, thần thú mới là cái con này anh em ạ. Genesis. Nhưng mà khó lắm. Ô fan Thành EZ này. Thật là vãi đạn, bạn đã lên được top luôn à. Điểm 4.300. Rút 10 lần. Đã, nhưng mà cái này khó lắm anh em ạ. Điểm 10. Có 2 ngày để bắt đầu đua, bắt đầu rút anh em ạ. Genesis level 50. S3 VIP 5 mà bạn này lên được điểm cao nhất rồi này anh em. Phần thưởng mà dành cho xếp hạng này thì phần thưởng đây. Giới hạn điểm là 7.000 điểm ạ. Quy tắc này anh em ơi. Huấn luyện viên đạt được điểm tương ứng sẽ mỗi lần bốc thăm sẽ được xếp hạng theo số điểm đạt được thứ hạng và điểm này. Ok. Phần thưởng sẽ được trao 21:30 cùng ngày à. Anh em cho tôi con này đi. Để tôi tập trung vào cái này. Điểm 30. Bạn kia nạp kinh quá. Rút 10 lần thì được bao điểm nhỉ? Thử nhá anh em, tôi thử thôi. 10 lần. Tôi mất khoảng hơn 600 game thôi mà anh em. 10 lần nào, thử nào. Chơi sự kiện này anh em ơi. 42.000 kim cương. Được thêm mảnh vạn năng, thêm đá. À, 10 lần được 100 điểm anh em nhá. 10 lần mình được con mảnh của con pin xích gì đó này. 10 lần được 100 điểm. Đấy. 10 lần được 100 điểm, bạn kia đã tiêu khoảng 40.000 kim cương rồi. Đó, không đến. 10 lần thì được có 100 điểm thôi. Mình đang 110 điểm. Ok, tính toán tí nhỉ anh em. 10 lần thì được 100 điểm. Đấy, ok anh em. 10 lần thì hết 680. 100 lần thì hết khoảng 6.800. 100 lần thì cái này thì cũng rẻ, cũng không chẳng ấy lắm anh em ạ. Nhá. 10 lần hết có 680 game đúng không? 680 mà nhân thêm 10 lần rút có nghĩa là 100 lần đấy. Thì hết khoảng 6.800. Mà mỗi lần thì được 100 điểm. Đấy. 100 lần thì sẽ được khoảng 1.000 điểm.
6.800 sẽ được 1.000 điểm. 6.800 game được 1.000 điểm. 6.636, 6.742. Ok, 420.000 game. Bạn đã tới tiêu tốn khoảng 420.000 game. Lên là top 1. Khó phết anh em ạ. Được luôn con Genesis. Thêm 240 mảnh của Genesis. Thêm đá sa ngọc lục bảo. Thêm khu hình đại diện Genesis. Để mình xem mình có nên chơi không. 2 ngày thì ok. Chúng ta chỉ cần đạt được ở trong cái top 4 thôi. Top 4 đến 6 thôi. 4 đến 6. Bạn thứ 4 này đứng bao nhiêu nhỉ? Bạn này thứ 4 đứng có khoảng 710 thôi. Mình hoàn toàn có thể là thứ 6 này có 510 này. Mình nghĩ hoàn toàn mình có thể là lao vào được cái bảng xếp hạng này ha. Để xem như thế nào. Kiếm con này về cũng được, con này 4 sao cũng được anh em ạ. Cái này thêm mảnh của nó cũng ngon. Top 3 thì đang là bao nhiêu điểm? Top 3 rơi vào tầm khoảng 1.800 à. S2 69. Con này làm con chủ lực khỏe phết đấy anh em ạ, đùa đâu. Ngon phết đấy. Cái này là tiêu vàng, hoàn trả kim cương. Chúng ta tiêu kim cương nhận được thêm kim cương anh em. Được mảnh của con Simon ạ. Thêm 10 đá. Tiêu 5.000 kim cương sẽ được cái này. Sự kiện kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Hôm nay là kết thúc đấy. Hòm gì đây? 40 mảnh của Simon, Simon ngon đấy. Tiêu 35.000 kim cương thì chúng ta sẽ được cái này. Cũng ngon anh em ạ, theo như mình thấy là cũng rất là ngon. Và tiêu 50.000 kim cương sẽ có thêm được 30 mảnh vạn năng. 30 vạn năng thì không thích rồi. Thích lắm, thích Simon ha. Không được. Tôi tiêu thử thôi để xem tính toán thế nào anh em ạ. Nhờ tính toán để nạp nước như thế nào cho nó hợp lý. Sau khi ngồi tính toán đã mất 7 phút cuộc đời rồi anh em. Cuộc đời thế. Rồi anh em ơi, mảnh của Gasly. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Pokemon nâng cấp thêm cho nó thôi. Không, nếu mà ra nghèo, nhà nghèo thì cho cứ đợi vòng quay red ấy, thì là ăn chắc mặc bền nhất anh em ạ. Chứ mấy cái sự kiện này thì nó cũng ấy lắm. Không được biết đâu một lần anh em. Thật ra là không biết đâu một lần luôn. Có thể là chúng ta sẽ không lấy được mà lại mất game. Seimin là con gì nhỉ? Nâng cấp đi đã. Nhảy disco lên bạn ơi. Nhảy disco lên nào. Hết rồi, ok anh em. Đi đánh đấu trường các kiểu đi. Làm nhiệm vụ ấy. 61 à. Mình lên gần 100.000 lực chiến rồi. Mình con kia làm đam chủ được, mình thay luôn con nước anh em ạ, đẹp. Khỏe đấy, nếu mà chúng ta lấy con đấy thì cũng khỏe là khỏe đấy. Pitch Necroma. Những con Pokemon xịn nó thường nó vào trong những cái sự kiện tiêu game như thế này. Còn những Pokemon nó kém xịn hơn thì nó sẽ vào sự kiện quay red. Tiền nào của đấy thôi anh em. Muốn đòi ăn ngon thì mà không mất tiền nhiều thì khó lắm. Nhận kho báu ạ, ok. Game này nó còn tặng nhiều game ấy. Như game thử đại chiến, game nó tặng ít game quá. Nâng cấp bất kỳ một Pokemon nào đó 3 lần à, ok. Nhảy lên nào. Tăng tăng tăng. Ta răng tăng 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 tăng. Con này nhảy đúng một cười. Tăng tăng tăng. Rồi anh em ơi, quét đi anh em. Chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ để làm. Nhiều quá nha. Ok anh em ơi. Thách đấu này. Seimin là một con S cộng à. Nếu mà chúng ta bỏ ra thì thấy mình cũng thấy đáng ấy. Nếu tôi thấy 40 mấy nghìn kim cương của tôi bỏ ra hết cũng thấy đáng. Tôi bỏ khoảng 30.000 là lấy được con Seimin rồi.
Seimin là S cộng hay là S nhỉ? Nó là một con hỗ trợ thì phải anh em ạ. Chúng ta sẽ thử nhá. Sẽ thử vào xem Seimin là S cộng hay S nhá. Tại vì nó có mảnh ngon thế, nó con trả kim cương lại mà. Tuyệt vời luôn đấy, theo mình thấy là tuyệt vời. Chỉ có trong ngày hôm nay thôi nhá. Nhưng mà chưa chắc lấy được con kia. Mà lại mất game thì cũng hơi ấy nhỉ. Không sao, mình nghĩ là cũng không vấn đề gì. Tôi nghĩ tôi không thành vấn đề gì. Pokemon thôi anh em ơi. Pokédex. Seimin này. Seimin là con gì nhỉ? À đây này, nó đây này. Seimin anh em ạ. Con này là chữa bệnh, hạ giống biết ơn. Con này S cộng à, khá ngon đấy. Kỹ năng này. Đâm một kẻ địch này. Sát thương đặc biệt này. Thủ vật lý và thủ vật lý giảm trong vòng 2 vòng, giảm thủ đối phương anh em ạ. Điều ước chữa bệnh. Seimin tấn công một kẻ thù bằng sức mạnh tự nhiên. Giải trừ hiệu ứng tiêu cực cho Pokemon trong dòng của nó và chữa lành cho chúng. Ok, con này khá ngon đấy anh ạ. Mà để lấy con này thì cũng không phải là đắt lắm. Chúng ta chỉ cần tiêu khoảng 35.000 thôi. Đắt hơn khoảng 15 cảnh. Nhưng vấn đề là tôi sẽ còn nhận lại được kim cương cơ. Đấy. Nó thế, hay thật. Đang có sự kiện này tiêu kim cương luôn là quá hợp lý rồi anh em. Hoàn trả vàng thì chúng ta phải tiêu vàng nhiều vào. Chúng ta không đủ vàng để tiêu ấy. Không đủ ấy chứ. Ok thì thôi cứ làm nhiệm vụ đã, tính sau anh em nha. Mình nghĩ mình lấy Seimin là được anh em nhỉ. Chất lượng đấy. Chất lượng đấy bạn ơi. Đột phá Giratina. Con này còn chưa đột phá. Con này còn chưa đột phá này. Tí sẽ đột phá sau. Quyên góp và xây dựng gui. Ngon đấy anh em ơi. Nói chung là mình có thể lấy được hai con trong cái sự kiện này. Chơi sự kiện này là quá đẹp luôn. Nhưng mà hy vọng là đã đừng ai theo là được. Ai theo thì hơi buồn. Rút thẻ à? Kim cương. Chúng ta sẽ có hai con S cộng. Nhưng mà mình chưa biết sẽ nhét vào đâu. Seimin cũng không ai như không nhiều người dùng lắm. Cảm giác Seimin cũng là một con nó phế. Tại vì tôi thấy top team mà chẳng ai dùng Seimin cả. Ai làm với nhau với tôi ạ. Thử thách ưu tú ạ. Ok, cái này mình chưa đánh này. Khá là tốn đấy. Mình có thể đánh thêm mà. Mua một vài ống năng lượng anh em ạ. Mua một ống thôi. Để trang trí đến sáng bóng à. Ok. Con này không cần lắm. Rồi, tạm thời thế cũng được. Anh nhau với tôi là xong rồi anh em ơi. 30 giây, đợi tí nhỉ. Pensei lục tìm những ký ức. Nào, anh em phải đợi thôi anh em. Cuộc sống là phải chờ, phải đợi rồi. Chúng ta phải đợi thôi anh em ơi. Ok anh em ơi. Ok anh em. Và chúng ta sẽ đánh luôn con line này là 77 ạ. Thử thách này đánh luôn anh em. 92.000. Rồi anh em. VS line và thành EZ. Ok. Rồi mình sẽ bỏ qua nhá. Rồi anh em ơi, chúng ta còn một trận nữa đúng không? Vẫn còn một trận nữa đấy ở đây. Xóa thời gian chờ mất 10 game rồi mà. Đánh được. Có lẽ mình sẽ bỏ con này. Có thể bỏ luôn cả con này. Chúng ta sẽ cần suy nghĩ khá nhiều ấy. Không đơn giản đâu nhá. Su nỗ lực cao rồi, ok anh em hoàn thành rồi. Và chúng ta sẽ kiếm được tất cả cái này. Quan trọng lấy game thôi và XP ha. Lên được 50.000 sẽ được thêm 30 mảnh nữa. Nhưng mà mình nghĩ là không cần. Chẳng lẽ anh em muốn chiếm top đầu à? Muốn chiếm top đầu để lấy con thần thú này á? Lấy con Pokédex này á? Con Genesis. Genesis S cộng. Ngon đấy chứ. Con này ngon đấy. Điểm.
phần thưởng ấy chứ, anh em còn có cả rất là nhiều item ấy chứ, không phải là nguyên cái đấy. Còn thêm được cả 240 mảnh, lên được mấy sao luôn ấy, khỏe đấy nếu mà được lên top 1. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.